Rồi, giờ kết thúc rồi. Hay quá sư phụ ơi. Có chiếc xe BCS mà anh kia thay nhớt nó gắn cái con ốc như thế nào đó không biết, mà chạy một lát sau nó xúc nhớt nào cũng không hay luôn, xe nó sưng lên á, nó đập bê luôn, rồi bắt đầu vô nó đổ nhớt vô chạy cũng được. Nó rồi hứng luôn cái con ốc nó tuôn như thế này đi mà. Không còn một miếng răng luôn. Tại vì á,